Rồi đi thôi. Mình sẽ dẫn các bạn đi ở đây thì có những cái gì thú vị. Đúng rồi, đây du lịch cắm trại nhiều. Người ta ở lại qua đêm á, nãy tôi thấy mấy xe ra là tao đã nghi rồi. Ôi, đây là cái cầu hồi xưa cũng có cái này. Cái này nó mới là hiện tại là đây là mùa nắng nên đâm ra là sông nó suối nó hơi cạn nha các bạn. Mình đang tự hỏi là nếu mà rớt được thật ở đây thì sẽ như thế nào. Má sợ rớt thiệt mày. Mà cầu đi đung phết á. Thế ngưng ướng vậy. Chắc đơn giản mà. Nhiều người đúng mày ơi. Gì? Nhiều người hả? Thôi mình kiếm chỗ nào mình ăn bim bim được rồi. Thì chúng ta cứ đi anh Thái dẫn đường anh Thái. Mặc dù chưa coi lực mặt 4 nhưng mà anh Thái có thể là review sơ cái này không anh Thái? Nhiều nhóm mà. Cái gì? Nhiều nhóm mà. Không, ý là hỏi là lực mặt 4 ở đây thì nó có cái gì á, chỗ nào quay á, review cho người ta coi, biết cho mấy bạn biết. Có nghĩa là trong rừng ở bên kia kìa, ở chỗ khu này nó quay tất cả. Sao biết? Má như thật của mày bữa có vô coi đâu biết. Má chưa thấy đây. Cái channel mà nó mình sẽ dẫn nó review à? Ờ review rồi. Cũng khá hay. Đi qua phía nhà hoang đi. Đi qua nhà hoang đi. Sẽ dẫn các bạn qua phía nhà hoang mà trong cảnh của khu lực mặt 4 có. Chắc không? Ở đây có cục đá giống đá bao trăm kế 100% là không biết có được vô không thôi. Ừ đó, đọc bài đáp cục đá mới nói anh em mình nhậu đó các bạn, mà kiến quá trời luôn, nước cực kỳ trong mát lắm. Ừ đi qua đây, qua đây coi thử bây giờ tôi cũng tắm trời ơi khoe đủ đó. Mình ở đây cho các bạn xem cái thượng nguồn nó ngoài đây tại không biết, mình không biết cái cầu có được đóng phim không, nhưng mà nó phát cổng mà mình không biết, nó phát cổng ra. Mình không biết có không, nhưng mà hiện tại là đây nó phát cổng các bạn, không cho vô. Còn như đây là dưới suối dưới thác, dưới suối nó chảy xuống xiết lắm. Đây là mùa nắng thì nó hơi cạn, nhưng mà mùa mưa thì nước nó mạnh nhiều. Và hiện tại thì không ai xuống đây được hết á. Không qua đây được. Rồi không được qua đây. Tại vì nước nó cuốn nguy hiểm. Xuống đây thì hơi nguy hiểm. Mà không phải hơi nguy hiểm đâu mà nguy hiểm luôn các bạn. Nước xoáy chích dưới luôn á. Nhiều người nhìn thấy nước rất là xoáy. Mạnh. Sao? Đây là lông chim mà người ta chắc người ta vô người ta thịt quá. Sao bạn? Bạn có gì? Chắc là người ta đem thú nuôi vô người ta thịt. Tại đây nên có lông thú nuôi vô. Đem bạn thú nuôi là thú nuôi gì? Chim mà. Lông chim được quá. Chim gì? Không biết. Tao sợ mấy chim rụng lông mà. Mình giữ ra thay lông. Chứ ai mà nuôi thịt đó. Mình nghĩ là chúng ta kiếm một chỗ nào đi để ăn bim bim thì hợp lý với mấy bạn ơi. Qua nhà hoang đi. Khóa cửa hết thằng Ngân ơi. Khóa cửa không mày? Ở đây hiện tại rất là đông rồi. Mà cũng như là đông thiệt. Mà khi đi thì ít lắm. Bình thường tụi mình đi sao sao nước này có thể tắm không được ra sâu á, quay đây nè, đù đây tắm ngon lành nè, bữa đi đâu được đâu, không phải không được mà mình không xuống cái chứ thôi, quay ta kỳ lắm, đi cho khác kêu mấy thằng này quay lén nữa. Cầm cái bồ thì chuyên nghiệp hơn, đỡ hơn xíu. nó chuyên nghiệp hơn, không có đem đồ nghề các bạn, coi chịu khó mấy bạn, nếu mình có đồ nghề thì nó sẽ đỡ rung hơn. Nếu các bạn Duy coi được thì nhớ trả trong bộ số cho mình nha.
đây nhà hoang đi, nhà hoang đi, nhà có khách là đây đi mấy bạn, nhà lần mà bố nhà có khách là đây đây, đây là khúc nhà có khách. Mày coi chưa, mày coi review chưa? Tao còn chưa coi trailer nữa đó, tao chỉ biết là quay đây thôi à. Mình cũng tính đi coi phim mấy bạn nhưng mà cái phòng vệ sinh không biết làm đâu rồi, mình cũng không nhớ nữa. Có dịp mấy nay cũng khá là dịp. À nay được mở cửa nè. Một khi nó không có mở cửa cho vô coi mấy bạn ơi. Sao? Phòng... đâu? Không được ở mà có không ta? Có gì mà có ba? Có nệm. Khóa cửa hết rồi. Có nệm ở trong. Mà... đây mình thấy hầu như khóa cửa hết rồi mấy bạn ơi. Đóng phim người ta. Ồ. Thế ra bữa mọi khi bọn mình tới đây nó đóng cửa mà xong bữa nay mở cửa là chắc do sau luôn. Sau phim là mặt 4 là đâm ra là rồi mở cửa trời đẹp á, chỉ được đi à, mấy bạn thấy không, ở đây cũng nhiều vệ sinh lắm. Mình hy vọng là trong một thời gian không xa thì Thác Mai sẽ thu hút không khác gì mấy cái điểm du lịch khác. À đúng rồi, theo thông tin mật được biết là sao bạn có thể chia sẻ một ít không theo... sao bạn